Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Các bạn ơi, các bạn có biết hãng bán lẻ trực tuyến nào đang có vị thế lớn nhất trên thế giới hiện nay không ạ? Các bạn có biết ai đang là người giàu nhất hành tinh hiện nay không? Vâng, đó chính là vị tỷ phú Jeff Bezos, người đã sáng lập ra Amazon. Với trang web Amazon.com thì vị tỷ phú này đã thay đổi mãi mãi môi trường bán lẻ trực tuyến và về cơ bản là thay đổi hoàn toàn cách hàng triệu người mua sắm. Đi cùng với thành công đó, Bezos đã trở thành người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ước tính đạt 113 tỷ USD. Vậy bí mật đằng sau những thành công lớn của Bezos là gì? Ông có những bí quyết nào để đạt được thành công đến vậy? Nếu chúng ta áp dụng chúng thì liệu có thể thành công được hay không? Ngày hôm nay thì Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn về 8 bài học về tư duy làm giàu của người đàn ông giàu nhất hành tinh này. Đây sẽ là những bài học vô giá dành cho những ai có niềm đam mê kinh doanh, mong muốn có được thành công và giàu có. Vậy cụ thể thì 8 bài học thành công này là gì? Bí quyết thành công xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Nhắc đến Jeff Bezos, người sáng lập CEO của tập đoàn Amazon, ông là người giàu nhất hành tinh với tài sản hơn 113 tỷ USD, theo thống kê của Forbes đầu năm 2020. Jeff Bezos đã biến một cửa hàng sách trực tuyến thành lập trong gara trở thành một hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất mọi thời đại. Để trở nên giàu có như vậy thì ông lại đưa ra những bài học rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, đã giúp ích rất nhiều cho sự thành công của ông chủ đế chế Amazon được Bí quyết thành công tổng hợp lại trong video ngày hôm nay. Bí quyết thành công tin chắc rằng nếu chúng ta hiểu và áp dụng chúng vào trong công việc và cuộc sống thì thành công chỉ còn là vấn đề ở thời gian nhanh hay chậm thôi các bạn ạ. Vậy thì người giàu nhất hành tinh này sẽ cho chúng ta những bài học vô giá nào đây? Bài học đầu tiên mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy luôn ứng dụng triết lý ngày đầu tiên. Jeff Bezos ứng dụng triết lý ngày đầu tiên này từ những ngày đầu hoạt động của Amazon. Triết lý này có nghĩa là chúng ta phải luôn giữ vững tinh thần của một công ty khởi nghiệp, chống lại sự tự mãn có thể giết chết sự thành công và tiếp đó là cái chết. Đó là lý do ông luôn cố gắng giữ công ty ở trong trạng thái ngày đầu tiên. Năm 1997, ông từng đề cập đến triết lý này trong một bức thư gửi cổ đông. Ông bắt đầu bằng việc liệt kê tất cả các sự kiện mà công ty mình đã trải qua trong năm đó. Ví dụ như phục vụ 1,5 triệu khách hàng, hiện nay con số này là hơn 310 triệu khách hàng, đạt doanh thu 147,8 triệu USD. Doanh thu năm 2017 của Amazon đã là 178 tỷ USD. Tiếp đó, ông cũng khẳng định công ty sẽ phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội để phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh. Triết lý này cùng với tầm nhìn, sự quyết tâm cùng những bước đi táo bạo chính là kim chỉ nam cho Amazon từ khi thành lập cho đến nay. Các bạn có biết rằng, mãi mãi tinh thần khởi nghiệp chính là slogan được ông Phạm Nhật Vượng làm theo kể từ thời điểm phải vật lộn kinh doanh bên nước ngoài cho đến khi trở thành một trong top tỷ phú giàu nhất của thế giới không? Từ một anh sinh viên đi buôn áo gió, giờ đây ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành một tỷ phú đô la trong top những người giàu nhất hành tinh. Vingroup của ông Vượng có slogan là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp và ông Vượng cũng đang muốn nhân rộng tinh thần này ra toàn xã hội. Vingroup đã thành lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ với mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, sẵn sàng tài trợ cho các dự án nghiên cứu có ý nghĩa, có tác động lớn tới xã hội với mức đầu tư tối thiểu là 2 tỷ đồng và tối đa là không có trần các bạn ạ. Nếu sản phẩm có ý nghĩa thì quỹ này sẵn sàng hỗ trợ để sản xuất ra tới sản phẩm cuối cùng. Chủ tịch Vingroup luôn chia sẻ rằng, ngày xưa là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Đầu tiên khi đi làm là tôi muốn kiếm tiền giúp bố mẹ đỡ nghèo đỡ khổ. Sau này có tí tiền lên thì để mình sống một cách thoải mái sung túc, vợ con đề huề. Dần dần khi lớn lên nữa thì công việc là đam mê. Và đến giờ, mục tiêu cuối cùng của tôi là làm được cái gì đó cho đời. Các bạn ơi, các bạn có biết ai sẽ là người mua sản phẩm của bạn nhiều nhất không? Đó chính là những khách hàng trung thành phải không nào? Họ là những người đảm bảo sẽ đem lại lợi nhuận cho bạn.
khi đầu tư, kinh doanh hay xây dựng một doanh nghiệp thì các bạn phải lấy khách hàng làm trung tâm nhé. Điều đó có nghĩa là bạn đang đầu tư cho sự phát triển lâu dài của mình đấy. Đến với bài học thứ hai mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó là hãy lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngay từ khi bắt đầu thì tỷ phú Bezos đã luôn ám ảnh việc phải đổi mới theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng như thế nào. Ông tin rằng phải tập trung vào khách hàng, chứ không phải là tập trung vào đối thủ cạnh tranh của mình. Bezos đã viết trong thư gửi cổ đông Amazon năm 2017 như sau: "Một điều tôi yêu thích ở khách hàng là họ luôn bất mãn. Kỳ vọng của họ không bao giờ là đủ cả, luôn luôn tăng lên. Đó là bản chất của con người. Chúng ta không thể ngủ quên với vòng nguyệt quế trên thế giới này." Đối với một người làm kinh doanh thì phải hiểu rõ thị trường của mình và hiểu rõ khách hàng đang tìm kiếm điều gì. Nếu bạn mang lại được cho khách hàng những gì mà họ muốn thì họ sẽ tiếp tục quay lại. Bezos cho rằng đây là cách duy nhất để tồn tại và phát triển trên thị trường luôn luôn có sự thay đổi. Và đây cũng là một nguyên tắc cơ bản quan trọng nhất đằng sau tất cả những thương vụ đầu tư của Amazon. Có thể nói thì sự hài lòng khách hàng là rất quan trọng đối với những người làm kinh doanh. Các bạn phải nắm được rằng, khách hàng trung thành sẽ có giá trị gấp 10 lần so với khi họ mua hàng của bạn lần đầu tiên. Sẽ tốn kém hơn 6 đến 7 lần để các bạn thu hút một khách hàng mới hơn là giữ chân một khách hàng hiện tại. Thường thì sẽ có 3 trong số 5 người sẽ thử một thương hiệu mới cung cấp cho họ trải nghiệm dịch vụ tốt hơn. Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 62% khách hàng trên toàn cầu đã ngừng mua hàng với một thương hiệu, tổ chức chỉ vì trải nghiệm dịch vụ kém. Ngoài ra khi nói đến khách hàng thì lợi nhuận thu về khi bán hàng cho khách hàng hài lòng hiện tại sẽ cao gấp 14 lần so với lợi nhuận mà các bạn bán cho một khách hàng mới. Tóm lại thì mặc dù văn hóa lấy doanh số làm trung tâm tưởng chừng có vẻ hiệu quả hơn, nhưng việc lấy khách hàng làm trung tâm lại là cách tiếp cận có lợi hơn hẳn trong dài hạn. Bởi lấy khách hàng làm trung tâm sẽ xem trọng việc đem đến sản phẩm có chất lượng cho họ. Đồng thời, chúng ta cũng tạo ra mối quan hệ thực với khách hàng. Các bạn ơi, nếu bây giờ các bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng đang ở trong chính đám tang của mình, thì điều gì sẽ khiến các bạn cảm thấy hối tiếc nhất? Nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực chất nó lại rất có ý nghĩa đấy ạ. Bạn thử suy nghĩ kỹ mà xem, bạn hy vọng cuối cùng mình sẽ có cuộc sống như thế nào? Giá trị của cuộc sống của bạn đã được thực hiện được chưa? Điều gì sẽ làm bạn nuối tiếc nhất khi chết đi? Ai rồi cũng phải chết thôi, cái chết luôn ám ảnh chúng ta. Thế nhưng vẫn còn đó những thứ đáng sợ hơn cái chết, đó chính là những nuối tiếc cả đời mà bạn vẫn chưa hoàn thành được. Và đến với bài học thứ 3 mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là bạn sẽ hối tiếc điều gì khi 80 tuổi. Trên thương trường khốc liệt này, không dễ để chúng ta biết cơ hội nào nên nắm bắt, cơ hội nào thì nên bỏ qua. Đây là tình huống mà tỷ phú Jeff Bezos gặp phải khi ông nảy ra ý tưởng thành lập cửa hàng sách trực tuyến. Khi đó, ông đã có một công việc tốt tại một quỹ đầu cơ, nhưng ông nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của Internet và biết rằng ý tưởng của mình thực sự rất tiềm năng. Vậy thì ông đã làm gì để có can đảm từ bỏ công việc lương cao và ổn định để khởi nghiệp? Bezos cho biết khoảnh khắc đó, ông tưởng tượng rằng mình đã 80 tuổi và nói với bản thân mình rằng liệu có hối hận nếu không nắm bắt cơ hội này không? Và câu trả lời hiển nhiên là có. Bezos nói rằng, ông cho biết ông sẽ luôn luôn tự hào rằng mình đã thử làm dù có thất bại. Trong hầu hết các trường hợp, điều hối tiếc lớn nhất của chúng ta hóa ra lại là việc bỏ qua cơ hội. Đó là con đường mà ta không đi và nó sẽ ám ảnh chúng ta. Các bạn ạ, những nỗi sợ về việc từ chối hay thất bại sẽ luôn hiện lên trên gương mặt của những người sắp chết. Cô gái xinh đẹp mà bạn đã không dám ngỏ lời dù chỉ một lần, công việc mà bạn thích lại không dám nộp đơn chỉ vì mình không thể đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng hay một mối làm ăn mà bạn nghĩ sẽ không thể đẻ ra tiền. Tất cả sẽ chỉ là quá khứ và chúng sẽ vẫn đè nặng trên vai bạn mãi cho đến lúc chết. Các bạn ơi, các bạn còn nhớ vào năm 2000, chỉ 5 năm sau khi thành lập thì Yahoo đã trở thành biểu tượng của Internet với giá trị được định giá là 128 tỷ USD. Trong lúc đó thì Google mới chỉ là một công ty khởi nghiệp, Facebook thì còn chưa hình thành thì Yahoo giữ ngôi vương độc quyền. Nhưng chính vào giai đoạn hoàng kim đó cũng là lúc mà Yahoo bắt đầu yên vị và không có bất kỳ sáng tạo gì thêm nữa giữa làn sóng các công ty công nghệ mới nổi say mê cải tiến.
Với thành công nhanh chóng, nhưng 22 năm sau, cũng rất nhanh, Yahoo đã bị thâu tóm, bên cạnh sai lầm chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Có không ít bài học khác đã cùng lúc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện thành công của Yahoo. Và đến với bài học thành công tiếp theo mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là luôn giữ tinh thần đổi mới và sáng tạo. Tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết rằng mục tiêu của Amazon là trở thành công ty lấy khách hàng làm trung tâm nhất thế giới. Vì vậy, gần như mọi hoạt động trong công ty đều thúc đẩy bởi mục tiêu này. Từng bước đi đều dựa trên con đường xây dựng đế chế bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới. Bezos thêm vào các tính năng và chức năng mà ban đầu bị cho là không đảm bảo, nhưng lại luôn có lợi cho khách hàng. Đó là lý do Amazon liên tục tối ưu hóa hệ thống vận tải và vận chuyển, nhằm giúp dịch vụ được chân chu và hiệu quả nhất có thể. Công ty đã đầu tư mạnh vào phát triển cơ sở hạ tầng. Khi xây dựng Amazon, Jeff Bezos đã sẵn sàng thực hiện những bước đi có thể khiến công ty phải mất tiền trong ngắn hạn, nhưng miễn là có thể giúp công ty đạt được các mục tiêu trong tương lai và gia tăng thị phần. Hiện nay, với công nghệ và sự sáng tạo đột phá đã làm thay đổi cả thế giới và các mô hình kinh doanh truyền thống. Giống như Uber, Grab, họ là những công ty taxi công nghệ lớn nhất thế giới mà không hề sở hữu chiếc xe nào. Facebook, Twitter, những mạng xã hội phổ biến nhất thế giới nhưng không hề tạo ra nội dung nào. Điều đó cho chúng ta thấy rằng chiến lược phát triển của một người làm kinh doanh cũng cần phải thay đổi theo hướng đổi mới sáng tạo để có được lợi thế cạnh tranh. Chỉ tập trung chủ yếu vào cắt giảm chi phí thì sẽ kém hiệu quả hơn chiến lược cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách sáng tạo. Các bạn ơi, để có được thành công vượt bậc thì chúng ta phải làm gì? Thành công của một công ty sẽ phụ thuộc chủ yếu vào những con người được tuyển về đấy. Đó là lý do vì sao Jeff Bezos luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhân viên. Triết lý của ông chính là tập trung vào việc đưa đúng người vào đội ngũ quản lý, sau đó cho họ hưởng thành quả từ những thành công của công ty và giúp đỡ họ có động lực để cống hiến. Với bài học thành công thứ 5 mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là xây dựng đội ngũ nhân lực tốt nhất cho công ty. Trong thư gửi cổ đông của mình vào năm 2017, Bezos có viết rằng: "Thành công của chúng tôi phần lớn là nhờ vào khả năng thu hút và giữ chân đội ngũ nhân viên với động lực cao. Mỗi người đều phải tư duy như chính mình là chủ nhân công ty và thực tế đúng như vậy." Amazon có một chế độ thưởng quyền chọn mua cổ phiếu rất hậu hĩnh dành cho nhân viên. Đây chính là động lực giúp nhân viên càng thêm cống hiến vì sự thành công chung của công ty. Hãng này thậm chí còn trả 5.000 USD cho những nhân viên muốn nghỉ việc. Chính sách này đã giúp sớm loại bỏ những nhân viên bất mãn, không muốn làm việc. Điều này đã giúp cho công ty tiết kiệm được nhiều tiền hơn trong dài hạn, đồng thời khiến những nhân viên ở lại cam kết hơn với công việc. Này bạn ơi, bạn có dám mạo hiểm, đương đầu với những rủi ro lớn không? Hay là bạn luôn lựa chọn cách an toàn và ít rủi ro nhất cho mình? Trên thế giới này, không ít người đã thành công khi họ quyết định chấp nhận rủi ro đấy. Nếu như bạn luôn lựa chọn cách an toàn nhất, ít rủi ro nhất, thì hẳn nhiên bạn sẽ luôn là một nhân viên tốt, gương mẫu và luôn hoàn thành thật tốt công việc. Tuy nhiên, những lựa chọn có rủi ro lớn thì bao giờ cũng nhận được ưu tiên lựa chọn ít nhất. Và vì thế, sự đột phá gần như là không có. Đến với bài học thành công thứ 6 mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là sẵn sàng chấp nhận rủi ro thất bại để thành công. Có thể nói rủi ro bao giờ cũng gắn liền với sự khác biệt, sự thăng tiến các bạn ạ. Điều này đã được chứng minh bởi những người thành công trên thế giới. Họ có được nó ngoài yếu tố may mắn, sự nhanh nhạy, nắm bắt được cơ hội, thì còn có một yếu tố rất lớn quyết định đến thành công của họ, chính là sự khác biệt. Mà trên đời thì phàm cái gì khác biệt, không giống với những điều mà con người thường thấy thì luôn có một sự rủi ro không hề nhẹ. Một trong những chiến lược cốt lõi cho sự thành công của tỷ phú Jeff Bezos đó là cách tiếp cận của ông với thất bại. Ông tin tưởng vào việc thử hàng loạt ý tưởng, dù biết rằng một số có thể thất bại. Ông cho rằng chấp nhận rủi ro đã được tính toán kỹ là một điều cần thiết. Bezos luôn tin rằng nếu không thử sẽ không thể biết ý tưởng đó có thành công hay không. Trên thực tế, việc chấp nhận khả năng thất bại chính là điều đã giúp cho Bezos có can đảm khởi nghiệp với Amazon. Khi bắt đầu Amazon, Bezos đã cho bản thân 30% cơ hội để thành công. Ông xây dựng công ty bằng cách chấp nhận rủi ro và đôi khi chấp nhận có thể mất tiền để rút ra được các bài học kinh doanh.
Ben George từng nói đùa về việc mình kiếm hàng tỷ USD từ thất bại. Các bạn ơi, phía sau chúng ta chính là quá khứ có phải không nào? Thế nhưng có những người phía sau họ luôn là cả chuỗi những thất bại hay đau khổ. Và nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ thì ta sẽ chẳng thể nào tìm được niềm vui nữa. Bạn sẽ mãi bị quá khứ đó chôn vùi. Cuộc sống thì cần phải nhìn về phía trước, bởi vì trái đất sẽ không vì một ai mà dừng lại. Với bài học thành công thứ 7 mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là luôn nhìn về phía trước. Tỷ phú Jeff Bezos đã luôn tập trung vào tư duy và chiến lược dài hạn cho Amazon, và ông cũng hy vọng sẽ tạo ra cảm hứng cho người khác luôn nghĩ về tương lai. Điều này được thấy rõ ở rất nhiều dự án mà ông thực hiện. Năm 2000, khi Bezos thành lập công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, phát triển các công nghệ để biến những chuyến bay vào vũ trụ có giá cả vừa túi tiền với những người bình thường. Đây là một phần của giấc mơ dài nhằm đưa con người định cư ở ngoài vũ trụ của ông. Ông cũng đã làm việc với Long Now Foundation để xây dựng đồng hồ vạn niên. Ông cho biết rằng, con người giờ đây đã có tiến bộ đủ về công nghệ để tạo ra không chỉ những kỳ quan phi thường mà chúng ta còn có cả những thứ ở quy mô của cả nền văn minh. Chúng ta cần có những tư duy dài hạn hơn nữa. Và bài học thành công cuối cùng từ người đàn ông giàu nhất hành tinh này đó chính là tiết kiệm và hiệu quả đưa doanh thu trở lại đầu tư vào công ty. Tiết kiệm chính là một trong những nguyên tắc cơ bản của Amazon. Chính việc luôn cố gắng hoạt động tiết kiệm, hiệu quả và cực kỳ cạnh tranh đã giúp cho công ty của ông kiếm về hàng tỷ USD. Ben George luôn tập trung vào việc duy trì hiệu suất làm việc cao và duy trì sự tiết kiệm ở tất cả các cấp, từ lãnh đạo cho tới nhân viên. Trên website, Amazon cũng đưa tiết kiệm là một trong những nguyên tắc cốt lõi. Đạt được nhiều hơn với chi phí ít hơn. Những hạn chế này sẽ giúp nảy sinh sự tháo vát, tự túc và sáng tạo. Nguyên tắc này không có nghĩa là Jeff Bezos không đầu tư tiền bạc, nhưng ông sẽ tập trung các nguồn lực vào những thứ có lợi cho khách hàng. Dù lấy tiết kiệm làm trọng tâm, những tỷ suất lợi nhuận của Amazon tương đối nhỏ, dù có vốn hóa tới 900 tỷ USD, trong suốt 2 thập kỷ là một công ty đại chúng, Amazon chỉ có lãi tích lũy là 5,7 tỷ USD. Nguyên nhân là ở công ty này luôn tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh và gia tăng thị phần của Amazon. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 8 nguyên tắc cơ bản để một người bình thường trở nên thành công. Thế nhưng đây có lẽ là những bài học mà rất nhiều người đi làm thuê biết đến hoặc ngộ ra quá muộn. Nên Bí quyết thành công mong rằng khi các bạn nắm rõ được 8 bài học này thì con đường đi đến thành công và thịnh vượng của các bạn sẽ trở nên rõ ràng và rộng mở hơn rất nhiều. Các bạn hãy nhớ nhé, luôn ứng dụng triết lý ngày đầu tiên, lấy khách hàng làm trọng tâm. Bạn sẽ hối tiếc điều gì khi 80 tuổi sẵn sàng chấp nhận rủi ro thất bại để thành công, luôn nhìn về phía trước, tiết kiệm và hiệu quả, đưa doanh thu trở lại đầu tư vào công ty. Giờ thì Bí quyết thành công phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.